chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Enter Toku. Hôm nay, Enter sẽ giới thiệu đến cho các bạn một bộ phim thú vị mang tên Osama Sentai King Ogre, Adventure Heaven. Đây là bộ phim siêu anh hùng Nhật Bản được chuyển thể từ chiến đội vương dạng Osama Sentai King Oger và các diễn biến được diễn ra sau khi họ đã hạ gục Dai Gong và ngay trước buổi lễ đăng cơ của Jira ở cuối tập 23. Giờ thì hãy cùng Enter du hành đến vùng đất cái chết Hakabaka và xem các vị vua sẽ làm gì trong thử thách lần này nhé. Cảnh báo spoiler, video sẽ tiết lộ toàn bộ nội dung ngay sau đây, nên hãy xem nếu bạn muốn hoặc không quan tâm đến bị spoil nhé. Giờ thì bắt đầu thôi nào. Tại lâu đài Caucasus Kabuto, Gira Hottie ngước nhìn bức tượng của người sáng lập Vương quốc Sugodam, không thể tin rằng mình thực sự sắp trở thành vua. Giramy hỏi Gira muốn trở thành một vị vua như thế nào, nhưng anh ta không thể trả lời được. Trong khi đó, Rita và Duga đến để báo tin rằng buổi lễ đăng cơ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các vị vua khác là Yanma, Himeno, Kaguraji và các phụ tá của họ cùng với toàn bộ dân chúng từ mọi vương quốc đều có mặt để chứng kiến buổi lễ. Đột nhiên, một giọng hát vang lên và một cô gái mặc váy đỏ xuất hiện. Di ra nhận ra đó chính là Devonica, một người bạn thời thơ ấu sống cùng ở trại rẻ mồ côi, người đã biến mất trước buổi sinh nhật 20 tuổi của cô. Giờ đây, Devonica đã trở thành sứ giả của vùng đất cái chết Hakabaka. Cô nói rằng, việc viếng thăm Hakabaka và chào hỏi tổ tiên là một phần trong nghi thức đăng cơ của vương quốc Sugodam. Vì thế, nên năm vị vua đã cùng theo sứ giả để đến thế giới bên kia. Trước khi khởi hành, Jerami đã âm thầm bắn một sợi tơ vào người Yama để làm dấu. Năm vị vua được một con cá voi huyền ảo mang đi lướt qua những đám mây. Devonica đọc một câu thơ và cánh cửa của Hakabaka mở ra một thế giới kỳ dị. Khi vừa cập bến, họ phát hiện Himeno và Kaguraji đã biến mất không để lại dấu vết. Trong khi đó, Jira, Yama và Rita bị những hồn ma của Buknarak tấn công. Đột nhiên, một người đàn ông bí ẩn xuất hiện và tiêu diệt những linh hồn chỉ với một đòn đánh. Ông ta tự giới thiệu bản thân là Renion Hurtie, người đã cứu và thống nhất Chi Kiêu vào 2000 năm trước. Renion cho biết mỗi vị vua của dòng họ Hesty đều được ông thuật lại về lịch sử thực sự của Chi Kiêu. Ông ta dẫn Di Ra và Devonica đến với căn phòng ngai vàng của mình, nhưng Yanma và Rita đã bị để lại phía sau. Renion tiết lộ rằng dòng tộc Devonica đã phụng sự cho ông qua hàng thập kỷ. Nhiệm vụ của Devonica là quan sát Di Ra từ khi còn nhỏ để báo cáo cho vị vua đầu tiên. Renion nói rằng từ trước đến nay thì nhân loại đã trải qua nhiều lần đại họa, và nếu lần này Di Ra trở thành vua chắc chắn sẽ tiếp tục xảy ra một mối họa to lớn. Theo Renion, di ra quá tốt bụng để cai trị trong thời kỳ hỗn loạn như bây giờ, vì lòng tốt giống như một con dao hai lưỡi. Tuy nhiên, Renion khẳng định ông ta sẽ bảo vệ người dân tốt hơn di ra, vì ông đã từng làm điều đó 2000 năm trước. Devonica cho rằng, kể từ khi di ra cảm thấy không chắc chắn, thì xem như anh đã mất đi tư cách làm vua, và Renion sẽ là người thay thế di ra trị vì vương quốc. Devonica cất lên một bài hát đặc biệt, khiến chiếc đồng hồ các đảo ngược để thực hiện một nghi thức nhằm hy sinh bản thân, để giúp renion có thể trở về thế giới người sống và lãnh đạo suvodam tuy nhiên jira đã ngăn chặn điều đó để bảo vệ devonica và mang cô trốn đi khỏi đó tại nơi khác yama đã thiết lập xong một trạm thông tin để tìm cách liên lạc với thế giới người sống trong khi đó rita đang bị kẹt trong nỗi sợ hãi bởi các hồn ma của những người đã qua đời ở gốc cang còn takuraji lại một lần nữa đối mặt với iroki vị lãnh chúa đời trước của vương quốc tufu mà anh đã từng lật đổ khi Neno cũng có dịp tái ngộ với cha mẹ của mình người đề nghị cô ở lại với họ trong thế giới này một cách đáng ngờ Tuy nhiên, nhờ vào sợi tơ của Jerami, Yanma đã thành công trong việc liên lạc với Siokara. Anh ta yêu cầu phụ tá của mình sử dụng chiếc máy nói dối để có thể đến đó bằng một cái chết tạm thời, nhưng Siokara đã không may đóng đi cánh cửa duy nhất được coi là lối thoát của bọn họ. Trong khi đó, Iroki chế nhạo Kagurazi vì đã dùng đôi tay nhúng chàm của mình để cướp lấy tu từ bà ta. Iroki cho rằng một kẻ lừa dối như Kagurazi sẽ mãi sống trong sự sợ hãi bị lừa gạt lại, và những người sẽ làm điều đó chính là những bách tính mà Kagurazi đang bảo vệ. Tuy nhiên, Kuroda đã xuất hiện kịp thời và phá hủy ảo ảnh của bà ta sau khi Kaguraji tuyên bố rằng anh sẽ luôn là người luồn vào những sơ hở và đoạt mạng họ trước. Về phần Himeno, cô đã cứng rắn quyết định nói lời tạm biệt với cha mẹ của mình. Himeno tin rằng đất nước Isabana xinh đẹp cần sự lãnh đạo của cô và cô vẫn còn muốn đạt được nhiều hơn ở Chikyu, vì vậy cô ấy đành phải hẹn gặp họ ở lần khác. Sebastian đứng chờ vị nữ vương của mình sau khi trao lại thanh kiếm cho cô ấy. Và nhờ có Morphonia, Marita cũng nhận ra rằng cô ấy cũng được rất nhiều người đã khuất ở gốc can yêu mến. Hóa ra, tất cả các phụ tá đã quyết định đi đến vùng đất cái chết hakabaka để giúp vị vua của mình thoát khỏi sự mê hoặc của người chết và khẳng định lại quyết tâm trở về thế giới sống của họ sau đó các phụ tá được các y tá viên của isabana và các kỹ sư ncosopa thực hiện kích điện để đưa họ trở về trenion đã dịch chuyển jira và devonica trở lại phòng ngai vàng để tiếp tục nghi thức đang gian dở tuy nhiên jira lại tiếp tục ngăn cản điều đó mặc cho devonica khẳng định rằng đó chính là sứ mệnh của cô và cô hoàn toàn cam tâm với nó Rainion thuyết phục Di ra rằng việc chấp nhận hy sinh một người để cứu lấy số đông sẽ mang lại cơ hội sống cho những người dân. Và điều Di ra đang làm đồng nghĩa với việc anh ta đang cố tước đi điều đó từ họ. Tuy nhiên, Di ra đã buộc tội Rainion vì đã tạo ra một thế giới đầy đau khổ kéo dài 2.000 năm, nơi chỉ những người như Rainion mới có thể hưởng hạnh phúc. Trong khi đó, những người khác phải chịu đựng sự bất công và đau khổ vì những trách nhiệm một cách vô lý. Di ra hỏi Rainion muốn đánh đổi sinh mệnh của người khác để hồi sinh đến bao giờ. Anh ta tuyên bố rằng nếu việc hy sinh người khác là cách sống, thì di ra sẽ phá vỡ lịch sử 2000 năm đó anh ta sẽ trở thành một vị vua tà ác người sẽ bảo vệ mọi niềm hạnh phúc dù nhỏ bé nhất của người dân devonica khuyên di ra nên dừng lại nhưng di ra hẹn cô ấy sẽ tiếp tục làm bánh kem và tổ chức sinh nhật di ra xông đến renion và tuyên bố rằng chính nhân dân mới là người quyết định ai sẽ làm vua di ra yêu cầu devonica hãy lựa chọn giữa việc nghe lời renion làm vật thế thân hay sẽ tung hoành cùng vị vua tà ác là di ra anh ta sau đó biến thân thành kuwagata ogre trong khi Reynion tuyên bố sẽ cho ra thấy trận chiến thực sự của một anh hùng là như thế nào. Reynion khẳng định rằng ông đã trải qua vô số trận chiến, đã giết và bị giết nhiều lần, ông cũng biến thân thành một hình dạng quái vật và họ lao vào chiến đấu với nhau. Mặc dù người sáng lập Sugodam chiếm ưu thế trong trận chiến, nhưng Devonica quyết định phản bội ông ta và trao cho ra chiếc vương miện khởi nguyên. Devonica gọi ra là đức vua của mình và tuyên bố rằng cô ấy muốn được sống. ra chê cười Reynion, cho rằng một vị vua đơn độc sớm muộn cũng sẽ phải thoái vị. Sau lúc đó, bốn vị vua khác cũng xuất hiện. Kagurazi cho rằng trò lừa gạt của Renion đã quá cũ kỹ. Himeno nói rằng cha mẹ của cô chưa bao giờ muốn chết, và khuyên ông ta đừng cố vấy bẩn ký ức của gia đình cô. Yama cho rằng, chỉ khi tiêu diệt Renion mới có thể trở về, trong khi Rita tuyên bố, Renion đã phạm tội tử hình dù ông ta đã chết. Jeremy cũng bất ngờ xuất hiện và tiết lộ rằng, tơ nhận có thể giúp anh ta kết nối đến thế giới bên kia từ xa xưa. Jira tuyên bố, họ là những vị vua đã từ bỏ cái tôi để đoàn kết lại, và Osama Sentai sẽ nghiền nát Renion. Sáu chiến binh biến thân thành Osama Sentai King Ogre, họ chuẩn bị sẵn sàng và lao đến đối đầu với vị vua Renion. Một đàn bóng Masanagim được triệu hồi nhằm cản trở các chiến binh, nhưng họ đã đánh bại tất cả. Renion tuyên bố rằng, Di Ra không thể trở thành anh hùng, hay gánh vác gánh nặng của 2.000 năm lịch sử. Tuy nhiên, các King Ogre đều đồng lòng phản đối quan điểm đó của ông. Di Ra tuyên bố rằng, anh chọn con đường trở thành vị vua tà ác, thay vì phải chịu đựng sống vì lịch sử hay cái mắt anh hùng giả tạo. Các vị vua phát động một cuộc tấn công toàn diện đồng loạt và thành công trong việc đánh bại vị vua đã chết. Rhaenyon sau đó phải trở lại hình dạng con người và gửi lời chấp thuận của mình đến Gira, khuyên anh rằng một vị vua phải biết bảo vệ người dân của mình. Gira đồng ý với điều đó và tuyên bố anh sẽ gánh vác trách nhiệm viết nên trang sử mới. Trước khi họ rời khỏi vùng đất cái chết, Rhaenyon tiết lộ cho Gira biết Dracules Hurti vẫn còn sống. Ông ta hứa sẽ tiết lộ bí mật thật sự của Chi Kiêu khi Gira hoàn thành trận đấu với anh trai mình và quay trở lại. Sau khi họ trở về, buổi lễ đăng cơ được tiếp tục và di ra chính thức trở thành đức vua mới của vương quốc sugodam khi tiếng kèn vang lên toàn bộ dân chúng reo hò và pháo hoa bừng sáng trên bầu trời để chúc mừng vị vua mới devonica sau đó đã trở lại căn nhà của trại trẻ mồ côi và thoải mái thưởng thức một miếng bánh sau trận chiến một nhân vật bí ẩn đã ghé thăm vùng đất cái chết khiến reynion bất ngờ ông ấy biến thân để chống lại đòn đánh năng lượng từ người này reynion khẳng định rằng bản thân là vị quốc vương đầu tiên người anh hùng nắm trong tay thanh kiếm sáng thế và quyết tâm trả thù cho mối hận hai nghìn năm tuy nhiên một tia đánh năng lượng đã dễ dàng phá hủy Rayneon thành tro bụi. Sau đó, nhân vật bí ẩn được tiết lộ là Vũ Trùng Vương Daget Dujadin, người đến đây chỉ để giải quay và tìm cách giết thời gian. Và đó là toàn bộ phần phim mùa hè Osama Sentai King Ogre, Adventure Heaven. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào? Các bạn yêu thích nhân vật nào trong bộ phim này nhất? Đừng ngần ngại mà hãy để lại cảm nghĩ ngay bên dưới phần bình luận nhé. Sự quan tâm theo dõi của các bạn chính là động lực lớn nhất cho kênh Enter Toku. Video tóm tắt về các tập tiếp theo của King Ogre sẽ sớm được lên sóng đừng quên bấm thích và theo dõi để có thể xem những video mới nhất của kênh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau